Dạ đấy, tiếp theo chương trình thì cho anh xin gửi đến tất cả quý vị qua trích đoạn được mang tên Giọt Máu Quang Cường. Xin mời chương trình tiếp tục. Sơn là giọng cổ của anh nghệ sĩ Châu Thanh, đó là bài Đạo Làm Con. Con quỳ con lạy rộng vàng lan nuôi đàn con khôn lớn nên người ân tình sâu nặng mẹ cha con luôn ghi nhớ trọn đời.
Dù biết bao chân lao khó nhọc cha mẹ chỉ mong sao con được được tiền để lo lắng cho con. Dù rằng thân xác heo hon, miệng còn hơi thở thì mẹ còn thương lo. Ôi đẹp sao tấm lòng son, dù biên càng non mòn nhưng tình thương con không bao giờ. Lo sợ cho con bà cha mẹ nước mắt tuôn trào. Con sốt quá làm sao tránh khỏi, miệng cha mẹ thì thầm niệm Phật Quan Âm. Cầu xin Đức Phật hiện linh giúp cho con trẻ quá hồi hiệp. Cuộc đời cha mẹ có xa chi, con được mạnh khỏe dù việc gì vẫn cảm mơ. Dạ cảm ơn quý anh. Bao ngày dài xa quê, ôi nhớ thương trong lòng tình thương của cha mẹ hiền. Suốt cuộc đời con nguyện ghi nhớ, chờ chờ ngày con lớn khôn, ôi đớn đau người mẹ hiền còn đâu. Bây giờ con biết tìm đâu hình bóng thân thương của mẹ. Giờ đây chỉ biết đứng nhìn bao cảnh vật mà lòng nhớ thương. Dù cho con xa cách ngàn phương, tình thương cha mẹ con khắc ghi trọn đời. À, nói thiệt với mười với anh em, hôm nay bà con cô bác ở đây, Hùng Thái ốm, đúng ốm, tại Thái bị đau bao tử.